sao béo phì lại gây tiểu đường? Béo phì và tiểu đường là cụm từ luôn đi liền với nhau. Vậy tại sao những người béo phì thì hay bị tiểu đường? Đầu tiên, người béo phì thì thường bị gan nhiễm mỡ. Mà gan nhiễm mỡ thì sẽ dẫn đến suy giảm chức năng gan. Gan làm hơn 500 nhiệm vụ lớn bé khác nhau, trong đó có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là dự trữ đường. Khi chúng ta ăn tinh bột, cơ thể sẽ nhận năng lượng dưới dạng đường. Đường này không đi hết vào máu ngay lập tức, mà phần lớn sẽ được dự trữ trong gan, một phần sẽ được đi vào máu. Khi lượng đường trong máu giảm, gan lại tiết ra đường để cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Khi gan bị nhiễm mỡ, dẫn đến chức năng dự trữ đường giảm, lúc này đường từ thức ăn sẽ được đưa thẳng vào máu và làm cho đường huyết của chúng ta tăng rất là cao. Ngay lập tức, cơ thể sẽ tiết ra hormone insulin để ức chế đường và dẫn đường đi đến tế bào. Đường huyết càng cao thì insulin phải tiết ra càng nhiều. Việc phải sản xuất ra quá nhiều insulin trong một thời gian dài sẽ khiến cho tuyến tụy bị mệt mỏi và suy kiệt, và đến một lúc nào đó thì tụy sẽ không còn tiết ra insulin được nữa. Bạn vẫn ăn nhiều, đường huyết vẫn tăng cao, nhưng không còn insulin để ức chế đường huyết và dẫn đường đến tế bào, khiến cho đường trở nên dư thừa và bị đào thải ra ngoài. Lúc này thì bạn bị tiểu đường. Nếu hôm nay bạn bị tiểu đường thì có nghĩa là bạn đã thừa mỡ cơ thể từ rất lâu rồi. Nên để tránh bị tiểu đường, chúng ta cần phải kiểm soát mỡ cơ thể càng sớm càng tốt. Hãy thả tim và follow mình để nhận thêm nhiều kiến thức về dinh dưỡng và giảm cân hữu ích khác nhé.